Bao nhiêu số các anh chị ở đây có gia đình rồi, đang làm cái gì đó với chồng thì cũng tập trung vào đấy, cực kỳ quan trọng nha các anh chị. Nó liên quan đến cảm xúc lâu dài ấy. Tập trung vào cảm nhận nhau, tập trung trọn bộ toàn vẹn vào đấy thì chúng ta sẽ cảm nhận được nhau, được chưa? Đang ôm con thì hãy cảm nhận con, đang ôm con mà nghĩ về công việc, về tiêu cực, chửi người nào đó hay là một cái drama nào đó ở trên internet ấy, thì đừng có ôm nó, tại vì trẻ con nó rất là nhạy cảm. Chúng ta đưa cái cục năng lượng tiêu cực đó đưa vào con mình thì điều đó nó có tốt không ạ? Vậy đôi lúc ấy, chúng ta làm cho con của mình bị tiêu cực mà chúng ta không biết, và đứa trẻ nó bắt đầu là nó tiêu cực. Bởi vì sao? Khi chúng ta gặp nhau ở đây này, năng lượng của chúng ta nó sẽ giao thoa lẫn nhau. Và cái giải Nobel vật lý vừa rồi là nó nói về cái việc là phương víu lượng tử, thì chúng ta đi ra ngoài chúng ta gặp rất nhiều nguồn năng lượng tiêu cực và chúng ta không phân định được, chúng ta lại mang về cho con mình. Đừng nghĩ rằng là chúng ta đi làm đúng không, ức chế tiêu cực ở đó xong rồi không chuyển hóa được, mang cái đống đó về cho con, nó cảm nhận được nha. Con nít rất là nhạy, nên là chúng ta cần phải lưu ý cái điều này ha.